Nói lao đọa địa ngục có làm, nói không làm, cả hai trên đồng đắng làm người nghiệm ha liền. Nhiều người khoan cả xa an hành không nghiêm phòng, người ác do an hành phải sanh cõi địa ngục. Tốt hơn nuông hòn sân cháy đỏ như địa ngục thứ bốn, mang họa đỏ án thô bị hoang sợ in vui. Quân vương phàn trong hình vậy chưa theo vợ người, như có xa vùng nắng tăng bị hoài đứng tay. Hành xa môn tà vậy tăng bị đọa địa ngục, sống phong đà buông lung theo giới cấm ô nhiễm. Sống phạm hành đáng nghĩ sao chứng đường quá lớn, cần phải làm nên làm, làm cùng tăng khả năng. Xuân già sống phong đàng chỉ tan loạn bụi đời, an hành không nên làm, mà làm xong chịu khổ lụy. Thiện hành ngăn nên làm, mà làm xong không ngăn năng. Như thành ở biên thủy, trong ngoài đều phong hộ, cũng vậy phong hộ mình. Sáng nà chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn, khi rơi vào địa ngục không đáng hồ lại hô, việc đáng hồ lại không. Do chân nhận ta kiến, chúng sanh đi an thô, không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không. Do chân nhận ta kiến, chúng sanh đi an thô, còn lối lại thấy lối, có lối lại thấy không. Do chân nhận ta kiến, chúng sanh đi an thô, có lối biết có lối, không lối biên là không. Do chân nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành.